Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bộ dao mà được khách hàng order rất nhiều tại shop mình. Đó là bộ dao Santoku của Nhật Bản. Trên cái set này thì sẽ có 3 dao và mình sẽ lấy ra để cho các bạn có thể nhìn thấy. Đây là hàng made in Japan và được order từ Nhật Bản về. Đấy. Đây. Bạn có thể nhìn thấy cái phần mã vạch của sản phẩm này. Đây, đây là cái thông tin của sản phẩm. Các bạn có thể nhìn thấy. Sản xuất tại Nhật Bản, hàng nội địa Nhật nhé. Đấy. Tại sao mà nó lại có tên là Santoku? Thì đây là một cái dòng dao của Nhật Bản mà đáp ứng được cả ba chức năng, đó là thái thịt cá hay là rau củ quả. Thì chữ San ở trong tiếng Nhật có nghĩa là ba. Đấy, nó đáp ứng được cả ba chức năng mà mình vừa nêu ra. Các bạn có thể nhìn thấy cái set dao của mình này. Đấy. Có một con dao nhỏ, một con dao vừa đây và một con dao đầu vuông. Khi mà mua cái set dao này thì các bạn sẽ được tặng kèm cái đá mài của Nhật Bản. À, mình xin lỗi nhé, đây là cái dụng cụ mài dao của Nhật Bản. Đấy. Mình đã làm video về cái dụng cụ mài dao này rồi. Các bạn có thể tham khảo trên kênh của mình. Đấy. Đây là cái dụng cụ mài dao được tặng kèm. Phần lưỡi của ba cái con dao này thì đều được làm từ thép carbon với độ cứng rất là cao. Nó cho phép người thợ mài mài dao đến độ sắc hoàn hảo. Tuy vậy nhưng mà cái lưỡi dao lại rất là mỏng. Các bạn có rất là mỏng và nhỏ, các bạn có thể nhìn thấy đây. Mình rút lại một con dao ra cho các bạn xem. Đấy. Và nó được áp dụng cái kỹ thuật mài dao của vùng Sakai. Đó là ghép 6 cái miếng thép đàn hồi xung quanh cái lõi thép carbon để làm cho con dao không bị rỉ và không gây độc hại cho thức ăn trong cái quá trình mình sử dụng. Một cái phần đặc biệt nữa mà các bạn có thể nhìn thấy đây, ở con dao này thì cái lưỡi nó được mài tạo sóng để cho khi mà mình thái thì thực phẩm sẽ không bị dính lên dao. Đó là một cái điều rất là đặc biệt mà ở bộ dao này mới có. Các bạn có thể nhìn thấy ba con dao của mình thì đều cái lưỡi nó đều được mài tạo sóng, thực phẩm sẽ không dính được lên. Và cái lưỡi này nó có độ sắc từ 5 đến 75 tùy vào cách mà bạn sử dụng, và các bạn có thể dễ dàng vệ sinh cũng như là lau chùi cái con dao để cho dao luôn mới và bền đẹp. Tiếp đến cái phần cán dao thì mình sẽ lấy một con dao ra để cho các bạn xem. Đấy, phần cán dao thì được làm bằng nhựa nhựa ABS. Đấy. Và nó được ép với công nghệ Nhật Bản. Các bạn có nhìn thấy, các bạn có thể nhìn thấy cái chuôi dao này, và đấy, người ta chỉ ép ép đến đây thôi. Tuy nhiên là được làm từ nhựa ABS và nó rất là nhẹ nhưng lại rất là chắc chắn, và nó không ngấm nước nên là mình cảm thấy rất là thoải mái và thích. Bây giờ thì mình sẽ quay rõ hơn từng con dao một để cho các bạn
có thể thấy được hình ảnh cũng như là chức năng của từng loại dao. Đây, mình sẽ quay con dao vừa trước đi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái dòng chữ Nhật ở trên thân dao này. Lưỡi dao thì mình sẽ rút luôn cái tờ giấy này ra để nhìn rõ hơn này. Mũi dao này. Đấy. Phần lưỡi dao. Đây, mình vào cái chỗ này. Chỗ này là cái điểm mà giúp cho thực phẩm không bị dính hết dao. Cán dao này. Đấy. Cái con dao này thì cái phần lưỡi nó dài khoảng 16,5 cm và chuyên dùng để thái lát. Các bạn có thể sử dụng cắt thái bất cứ những cái gì, nhưng mà mình khuyên là ở đây có ba con dao và mỗi loại dao đều có một cái công dụng chuyên của nó, và mình nên sử dụng chuyên dụng để dao luôn được bền đẹp, và cái thực phẩm mà mình sử dụng cũng được đảm bảo an toàn. Đấy, thì con dao này chuyên dùng để thái lát. Các bạn có thể sử dụng nó để thái thịt, đấy, cá hay là sashimi. Lát rất là mỏng và đẹp luôn. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái con dao đầu vuông. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Đấy. Con này là con đầu vuông nhá. Rất là mỏng luôn. Và con dao này thì cái phần lưỡi dao nó rơi vào khoảng 16 cm và chuyên dùng để cắt thái những cái thực phẩm dày, cứng, như là những cái miếng thịt dày hay là miếng thịt mà mình bỏ ra giã đông ấy, cá mình giã đông ấy. Mình có thể cắt cái con cá, cả con cá, rất là ok. Và khách bên mình phản hồi lại rất là nhiều về cái chất lượng của cái bộ dao này. Cuối cùng là đến con dao nhỏ nhất trong bộ dao. Đấy, cũng là một con dao đầu nhọn. Các bạn có thể nhìn thấy con dao này xinh cực kỳ luôn và dùng để gọt hoa quả. Chuyên gọt hoa quả. Cái phần lưỡi của nó thì sắc thua rồi luôn. Và cái độ dài của nó vào khoảng 13,5 cm. Cái dụng cụ mài dao này thì được làm bằng gốm alumina. Đây các bạn có nhìn thấy cái phần, đây là cái phần mài dao này. Mình sẽ giữ kỹ để cho cái tay mình không bị rung được, sao nó vẫn rung ngoài vậy. Đấy. Đấy. Cái sản phẩm này được tặng kèm trong cái bộ này gồm alumina và cái nhựa. Người ta sử dụng là nhựa ABS, rất là an toàn và bền. Đây, khi mà mài dao thì các bạn cầm vào đây, cầm vào cái phần lõm này, rồi đặt con dao lên đây, liếc đi liếc lại, thế là được. Rất là đơn giản nhưng mà lại vô cùng hữu ích. Nếu có bất cứ những cái câu hỏi hay là thắc mắc gì về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại mà mình đã gắn ở bên góc màn hình, 0983 131 528. Nhân viên bên shop mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc đó cho bạn. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.